kinh doanh đồ lót online. Thời đại công nghệ phát triển, việc kinh doanh online được mở rộng, nhất là ngành hàng thời trang nữ, đặc biệt là kinh doanh đồ lót online. Kinh doanh đồ lót online là như thế nào? Bằng hình thức kinh doanh online, có thể là Facebook, Zalo hoặc Instagram, ngành hàng đồ lót nữ ngày càng được mở rộng. Vốn là món đồ không thể thiếu của chị em phụ nữ, nên việc buôn bán cũng không phải là quá khó khăn. Với hình thức kinh doanh đồ lót online, bạn có thể đăng bài sản phẩm để bán, và một hình thức mới được rất nhiều người lựa chọn là livestream. Kinh doanh online đang là xu hướng kinh doanh phát triển nhất hiện nay. Kinh doanh đồ lót online có tốn kém không? Việc kinh doanh online cũng chia ra nhiều loại, nhưng hầu hết chi phí cho việc kinh doanh này không cao. Đầu tiên, bạn không cần phải có một mặt bằng rộng lớn hay tiền thóng. Điều này làm giảm chi phí kinh doanh xuống rất cao. Bạn không cần phải có quá nhiều nhân viên như những cửa hàng kinh doanh khác. Bạn chỉ cần một vài vị trí chốt đơn và tư vấn khách hàng. Còn nếu bạn không có vốn, thì bạn có thể chọn hình thức kinh doanh theo kiểu cộng tác viên. Kinh doanh đồ lót online theo kiểu cộng tác viên là gì? Việc kinh doanh online theo hướng cộng tác viên đang là xu